À, đây là anh bạn của họ đang nướng cá đuối khô và cá chích. Tuyệt vời luôn. Đỡ cái lát thế. Ôi hết rồi. Ồ đổ rồi. Đây, họ đang nướng cá chích, cá khô đuối đây. Quá ngon luôn, tuyệt vời. Mấy cái đá ăn đó. Đá quá. Đây, cá đuối khô nướng. Cháy quá rồi. Rồi, được rồi. Nướng à, nướng thêm cá chích nữa. Để. Mời tất cả mọi người ăn uống cùng mấy anh em tôi trong suối. Chỉ có cá khô đuối nướng và cá chích nướng. Mà anh em tôi nha. Rồi xin mời mọi người. Ngồi được không? Được được. Ông ngồi cho nó thoải mái, ngồi hẳn công ty cũng được. Ngồi cho nó thoải mái. Anh đi nữa đâu? Đừng, đi, đi, đi. Đi nữa hả? Anh tập trung cho thảo được hả? Đâu? Đó. Được. Để hẳn cái này này. Ngon quá. À, trong suối à. Trong suối buổi trưa đơn sơ mà nhậu cá đuối khô vậy là ngon quá. Cơm cơm trắng. Cơm trắng rồi. Thấy con rồi. Đấy. Đấy, một cơm ăn rồi. Đây, ba anh em tôi cũng ăn uống đơn sơ, có cơm và cá khô trong vườn. Vừa ngại khoảng mất đây này, cái rau này là tự nhiên như này à. Rau tự nhiên, rau rừng tự nhiên. Đây là rau rừng tự nhiên ăn rất tốt, rất ngon, không có thuốc men gì hết, không có thuốc men. Rồi mời mọi người ăn cùng thưởng thức rau rừng tự nhiên nha. Làm ly luôn này. Rồi giờ làm ly cái đã. Rồi xin mời mọi người nha. Rồi ba anh em tôi nha. Rồi cái này được mặt cái này. Rồi cụ bà. Lấy đi con nhà vô. Ngọt lắm đó. Rau rừng ngọt kia. Lấy cái bát ăn cơm rồi nè. Múc cơm đi. Em chưa ăn cơm đâu, anh ăn chưa? Ăn đi. Anh buổi sáng thì chưa ăn, ăn đi. Ngon quá. Ngon ạ. Ngon ạ.
Ngon. Đơn sơ mà ngon. Thì cứ một vết qua chúng ta ngon. Đây uống rượu cần nữa nè. Làm ly rượu cần này. Ngon lắm. Rồi xin mời mọi người uống rượu cần cùng với lại ba anh em tôi nha. Rồi đây là lần đầu tiên tôi Nguyễn Hòa cũng uống rượu cần của đồng người đồng bào dân tộc ơi. Ngon quá hả? Ngon. Đơn sơ vậy mà ngon. Rau rừng nó ngọt ghê. Đông như mắm đi. Chiếc cơm mắm rồi đấy. Ngọt. Có sao là người hộp nó đắng đắng. Anh buổi sáng người chưa ăn cơm ăn nước cơm đi. Em sáng rồi sáng rồi. Anh ăn đi. Chứ cái bận rộn mình không có. Cơm rồi. Cá đuối khô đúng là cá đuối khô ăn với cơm là ngon lắm. Hợp cá ăn vô. Em đói mà ăn đi. Cơm rồi. Thì anh rẻ sáng này chưa ăn. Anh ăn đi. Sáng này ăn sáng rồi. Đây ra sáng làm ủa bánh mì là cũng được. Thấy qua uống xỉn quá mà. Tại anh quen rồi, anh quen là ăn sáng là ăn cơm rồi. Quen thì lại không mang cái đợt nơi hướng không biết gì rồi thì cho nhà cũng có mà cuối cùng không mang. Ăn ngon á. Ngon không ở đâu này đã có niên ngon á. Để cho nó cháy đi cháu, để cho nó cháy cái tuổi đó mình đi mua cái gì nướng nữa. Qua đi rồi đâu qua được chụp lại qua trả được. Như vậy nướng là ăn với rau rừng là tuyệt vời luôn, không có thuốc không có gì. Dầu tự nhiên, dầu tự nhiên. Sắp tới rồi. Đây mà giật cái giá cái đó là trong cái này, cái này ăn được cả. Ê tí ra cái giá ra. Đây này. Hôm nay tôi đến bảo cho tao mang một chai nước, chai nước lọ. Thì tao nó nghe rồi, đi trong đường rồi. Nói hai anh em quên. Cho bác cậu tên này chứ. Cái gì? Cái gì? Nó quá đại nữa chứ. Bác ta là thứ gì hả? Nó đóng qua là mất đi. Có đẹp vậy hả? Rô cơ là. Rồi. Đó con dao ở trong á. Ở trong vùi á. Đấy. Cầm đi chú. Đây anh. Cứ ăn cần đi. Em chưa ăn. Thảo vào đi. Thắng đi. Cái này mình người dân tộc gì hả? Thì cái đó là người dân tộc Cơ Ho thì cũng nhiều nè. Bà Na nữa. Đấy. Hò Hà á. Trên là Hò Hà. Dưới này là Hò Ca. Bỏ đây luôn nè. Bỏ đây luôn. Quách nó ngọt lắm. Đấy, cái đó nó lạ này đó. Người chúng ta quá.
Rồi thì con trao là sắp đẹp tuổi rồi. Rồi thì con trao thì sắp đẹp tuổi rồi. Đấy, con trao thì rạc cái gì. Được à. Ừ, sắp đẹp tuổi rồi. Ngon quá. Ăn, ăn cơm ngồi với cá khô là tuyệt vời luôn. Cá lúa này ngon này. Dạ. Cá lúa mà dạ. Nhiều khi anh mua anh nhậu mà, bia hả? Tấm mắm me á. Mắm me không? Tôi bia nó uống đâu. Có nghe cãi mà không uống đâu. Mẹ. Thôi qua rồi còn chắc tôi phải hơn 2 lít uống. Hơn á. Cả hơn 2 lít. Cái dữ rồi. Tôi nghe gì? Cái thùng 5 lít tôi có gần hết rồi, còn có tăng này nữa. Em cao lắm, một sĩ là một sĩ hoặc là hơn nữa chút xíu nữa, chứ còn làm gì mà không sao lít thôi thì thua. À. Cà phê qua có uống không? Ừ, có uống. Sao đó xong về uống. Ở nhà với ai? Một sĩ. À, lâu quá không gặp một sĩ gì. Ông đi làm rồi. Không biết nhà đi làm. Không biết cá đuối là ở ngoài biển chắc là nó có hơn hay là nó kéo lưới nhỉ? Sao bơi thôi. Sao 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 nó có ly nó có nước này, nó có ly này cơ mà, mà sao thế nó đi? Ở đó nó sẽ không làm được rồi, ta hãy hẹn rồi, hả? Ta hãy hẹn rồi, không, ta phải hẹn rồi nhưng mà anh, bao tin bao có ủ. Xuân Hải, Xuân Hải. Ăn cái này thôi. Dạ, cái dưa leo này là cũng mát. Quên. Có rượu cần thì nó ngọt ngọt anh ha. Được. À cái rượu à, rượu cần nó ngọt. Người Pháp mà khoái con rượu cần lắm. Người Pháp á. Ừ. Khoái rượu cần. Cái nhót này không biết ở Sài Gòn em thấy nó bán trên nghĩa lề đường nhiều lắm mà không biết bao nhiêu ký cái nhót này nè. Ngâm nước hai cục. Cái chua chua ngọt ngon chưa? Đây là rụng không đâu có. Đâu có. Ăn hết nổi đâu, ăn nổi đâu. Ở đây thấy cây mà nó nằm trái nhót mà nó lên chín đầy luôn mà không ít người ăn. Nhiều nhưng mà nhiều quá. Có nhà người ta đâu có đâu. Ừ.
cũng tùy nhà chứ không, cũng nhà như nhà anh có, nhà nhà bên khác, nhà khác đâu có. Họ kêu họ cũng có. Anh nhiều lắm này, anh nhiều lắm. Ăn cơm nữa đi anh Rẻo. Nhậu trong trong rừng, trong vườn suối là quá lý tưởng luôn ha. Nơi đó còn đây. Chú Hòa đã nhiều uống nhiều đó thì chú uống rồi này. Uống đó cần, uống đủ cần ha. Bắt đây nè. Bắt đây nè. Bắt đây nè. Cái này cũng được bao. Cho một ký. Trời ơi, anh chơi nguyên một ly, ly đó rồi. Uống cái điều này nó mất con, một cái ly này này, nhỏ quá. Để cho rắc to, để đây đi. Nó nhỏ. Cái trần nó, con rươi nó xuống á, cái rượu này nó hay xuống lắm. Ừ, nó ngọt mà. Tú cầm luôn nè. Bà đã nghe cái mùi á. Đã nghe cái... Ừ. Có là vừa nó xuống ổn. À. Mùi bu. Rồi xin mời mọi người uống rượu. Rượu cần với ba anh em nha. Rượu thuốc. Cái này rượu thuốc. Anh bạn uống rượu cần. Đúng là rau rừng tự nhiên ăn nó ngọt. Ngon. Hôm nay nó mọc đầy vườn trong đầy vườn cà phê. Nó mọc tự nhiên á. Chim ăn. À chim nó ăn đúng rồi. Chim nó ăn hạt đấy. Cái giống như chim mà nó ăn hạt nó nhả ở đâu là cây nó mọc đi đó, hay rồi á. Tăng cho mà cả tăng rồi đó tăng á sạt ha sạt sạt tăng rồi vô thầy ba vô. Xin mời mọi người nha. Đây ba anh em hôm nay ngồi trong vườn này là uống là quá quá tuyệt vời luôn. Rồi xin mời mọi người. Bộ mới trà chứ đâu có khả nhờ. Cái bộ ốc này. Cái đó trăm bộ. Cái đuối phơi khô nướng ngon nha. Ngon. Bộ có cả như này. Cái này mà ăn ăn miếng cơm là thôi chứ. Ăn cơm đi, vô cơm đi. Cơm đi. Không, anh với chị Duy, anh với chị Duy. Lo cho em. Sáng ăn no rồi. Ăn sáng no rồi. Anh cũng không, anh cũng biết chứ bà. Mà anh Rẻo không đi ăn sáng
chú không đi ăn sáng. Chú mà đi ăn sáng là ăn túc lục ăn vậy mà chịu. Bên kia có bò kho mà. Có chỗ gần đó có bò kho mà. Nhưng mà nó không ngon. Nó không bằng ăn. Hai chú cháu thường đi ăn vậy đó. Nếu mà đi ăn là ăn chỗ đó, còn không là không ăn ở trên này. Vậy là cái sở thích của mình là cái sở thích của mình là ăn chỗ đó rồi. Đời. Chắc là cùng nhầm. Rồi vô luôn anh Lẻo ơi. Rồi xin mời mọi người bánh hết rồi, tại bánh tôm viên cái tay đẹp rồi, mình thấy bảy rồi, thôi rồi, tám rồi, bảy rồi. Thôi vậy là video của ba anh em đến đây là kết thúc. Cũng xin cảm ơn mọi người xem và theo dõi. Xin nhấn like và nút đăng ký cho Nguyễn Hòa nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Rồi, xin chào tất cả mọi người.